Chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ lên cho anh chị và các bạn một cái con xe mà xe 7 chỗ gầm cao Toyota Fortuner. Xe này thì được sản xuất năm 2010, phiên bản số xăng 2.7, máy xăng 2 cầu. Con xe này thì bên mình đã dọn dẹp mà rất là đẹp rồi. Con xe này thì của hãng Toyota. Thì nói về Toyota thì có lẽ là anh chị và các bạn đã biết nó là một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam mình, nổi tiếng về cái độ bền bỉ nồi đồng cối đá. Rồi mình quay qua một vòng cho anh chị và các bạn cùng xem nhé. Về bên ngoại thất này thì sơn của con xe này thì bên mình đã đi sơn quây và dán tem đầy đủ ấy. Anh em nhìn này, về ngoại thất bên ngoài đang rất là đẹp nhé. Sơn quây toàn bộ xe, sơn quay toàn bộ xe và các cái la răng. La răng thì đã được sơn rất là đẹp nhé. La răng sơn đẹp. Xe này thì sơn quay lại để gọi là cho nó đẹp lại thôi. Còn khung cột hay là thân gầm máy móc các thứ của nó thì đều vẫn còn nguyên zin hết nhé. Chỉ có sơn là sơn quay lại để cho nó đẹp. Tất cả các la răng này. Xe này thì được thay mới hai lốp. Hai lốp này thì mới được thay thôi. Tất cả mọi người nhìn vẫn còn nguyên đấy. Hai lốp mới thay đây, mình quay luôn cho các bạn cùng xem. Hai cái lốp trước là hai lốp mới thay, mới thay nhá. Và hai lốp sau thì còn rất là dày, hai lốp sau còn rất là dày nhá. Con xe này anh chị và các bạn mua về thì không phải làm gì hết. Con xe này đã được trang bị đầy đủ các cái tính năng. Đây đây là bên trong của nó đây. Bên trong thì được trang bị màn hình Android, cam hành trình và cam lùi đầy đủ nhá. Có sẵn hết rồi, anh chị về chỉ việc đi thôi. Đây là cái cần cầu của nó này, cần số vô lăng này. Keo chỉ của nó thì còn vẫn còn nguyên nhá. Keo chỉ còn zin hết. Hàng ghế thì đã được bọc lại này, hàng ghế da bọc lại và các cái lớp sàn thì cũng đã được bọc lại rất là đẹp. Anh chị mua về chỉ việc đi ngay. Về cái phần ghế sau của nó này, rất là rộng nhé. Xe này xe mà mình đang đi hàng ngày đấy, mình có thể lên cho anh chị cùng xem này. Ngồi hàng ghế sau rất là rộng rãi thoải mái và nó rất là cao. Đó là một con xe phiên bản địa hình, xe 7 chỗ, đồ đạc để thoải mái. Thì đây mình có để những cái đồ ví dụ như là lều trại này, những cái bộ bàn ghế mà khi mà mình đi cắm trại ấy, mình để thì mình mắc hai cái ghế lên. Mà khi mà không để những cái đồ này thì mình hạ xuống thì cái cốp sau của nó cũng còn một cái khoảng rất là rộng để được rất là nhiều đồ. Đó. Xe này anh chị em mua về chỉ sẵn đi nhá. Xe thì đăng kiểm vẫn còn dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 24, đăng kiểm bảo hiểm đến tháng 10 năm 24. Xe đăng kiểm hiện tại bây giờ đăng kiểm là 151. Bên mình thì có thợ nhé. Khi các cái dòng xe về, hầu như tất cả các xe về thì bên mình đều cho thợ bảo trì, bảo dưỡng tất cả các cái hệ thống an toàn này, phanh các thứ, hệ thống dầu nhớt đều được kiểm tra cẩn thận trước khi bán ra ngoài nhé. Đây, hệ thống dầu với các thứ này bên mình có thợ kiểm tra hết cho anh em yên tâm ngày kiểm tra xe. Và xe bên mình bán ra thì đều có bảo hành, máy móc vào số cho anh em trong vòng 6 tháng này, có vấn đề gì thì là bên mình đều bảo hành. Ngoài cái việc bảo hành ra thì nếu anh em ở gần thì bên mình còn có thể là hỗ trợ những cái vấn đề như là bảo dưỡng và các thứ. Anh chị em nào quan tâm con xe này nhé thì liên hệ với mình 0932 769 66. Xe này thì mình đang bán với giá là 305 triệu, 305 triệu bao hợp đồng công chứng cho anh chị em. Anh em nào mà quan tâm về dòng xe cao địa hình, có thể là đi leo núi này, đi cắm trại hay đơn giản là đi sử dụng hàng ngày,
một cái con dáng rất là khỏe khoắn, thì liên hệ với mình 0932 769 66. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều các dòng xe khác, ví dụ như dòng i10 này, dòng Geo này, Solo Tu, dòng Moling Van, hay là dòng xe Jazz Moling nhập Click. Đấy, anh em mà quan tâm đến dòng xe nào thì liên hệ với mình nhé, mình sẽ báo giá chi tiết để cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh chị và các bạn nha.